Lô bạn. Cái lô này có đủ con chim hết, ốc mít nè, năm màu nè, rồi hít hít cô nè. Nhưng mà mình không có hít cô bạn. Giờ mình ra kèo ốc mít ha, chặn ghé đây nghỉ máy luôn mà máy nóng lắm rồi. Thì hồi nãy là mình đi lúc 1 giờ đó, giờ chạy nhanh thiệt nhanh luôn, đường vắng mà đi 35 phút các bạn. Thường mình đi tới 45 phút rồi, nhưng mà giờ đi 35 phút rồi. Nó mới chim mới căng các bạn. Cái lục nó hay sảy quá, mình mới xài cái keo quá. Máy mồi mình nó căng lửa lắm. Rồi cơm hả bạn, nó bụng quá, sáng giờ mình dậy mình chưa ăn gì luôn, cơm hả. Mời các bạn mua cái gì ăn cơm ha.
là mạo gì mà không đáp. Nó mạo gì đó đáp hết luôn. Cái bụng quá ăn ngon rồi. Trời không chỉ mưa quá bạn. Mấy bữa nay trời không vui hết rồi. Canh nữa là no, hơi hơi no.
trời sập nắng nó chạy lên trên đúng không? Nắng các bạn, cho nên mình không có quay được ha, rõ làm chi ha. Cái gì dính mình quay cho anh em coi ha. 5 giờ mấy rồi các bạn? 5 giờ 5 phút. Mình xả lửa đỏ cho nó căng lên xíu rồi. Không đời không có 7 con nào. Đi chọc được 2 con hút mặt, con già, con truyền. Trong đó bị sảy á. Mấy con mà mình quấn sảy á, nó nhờ cũng không lỡ. Rồi chắc mình về quá. Chiều con rừng nó không ra đá.